xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mình là Anh Vân và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một video nữa về bộ đôi Galaxy A6 và A6 Plus. Tuy nhiên thì lần này mọi thứ không phải là tin đồn nữa. Samsung đã chính thức tiết lộ một số thông tin về bộ đôi này trên trang web chính thức của hãng. Hãy cùng xem là hai chiếc máy này có gì nổi bật nhé. Mặc dù sẽ ra mắt với mức giá tầm trung nhưng Samsung không ngần ngại trang bị cho bộ đôi Galaxy A6 và A6 Plus màn hình vô cực Super AMOLED đặc trưng, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm như trên các smartphone cao cấp khác. Galaxy A6 sở hữu màn hình HD cộng với kích thước là 5.6 inch, tỷ lệ 18:59, còn phiên bản Plus nhỉnh hơn một chút với màn hình Full HD cộng và kích thước 6 inch. Và đây là phần mà chắc hẳn các bạn đang tò mò, đó chính là camera. Một tin vui cho những ai đang tâm tia Galaxy A6 Plus, đó chính là máy sẽ được trang bị camera kép ở phía sau. Tuy nhiên thì phiên bản A6 sẽ chỉ có camera đơn mà thôi. Cả hai chiếc máy này cũng đều có thông số là 16MP cùng khẩu độ 1.7. Về camera selfie, nếu như Oppo tung ra Oppo F7 với cam trước lên đến 25MP thì Samsung cũng không kém cạnh khi trang bị cho bộ đôi của mình camera 24MP cùng khẩu độ F1.7. Có vẻ như đây sẽ là đối thủ đáng gờm của flagship nhà Oppo trong tương lai. Về phần cứng, đúng như dự đoán, Galaxy A6 Plus sẽ nhỉnh hơn với vi xử lý 8 lõi 1.8GHz so với 8 lõi 1.6GHz trên A6. RAM trên phiên bản Plus cũng có dung lượng lớn hơn với 4GB RAM so với 3GB trên Galaxy A6. Tuy nhiên thì cả hai máy sẽ có bộ nhớ trong tương đương nhau là 32GB, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB. Cuối cùng là về pin, Samsung sẽ trang bị viên pin 3000 mAh trên A6 và 3500 mAh trên A6 Plus. Có vẻ như là thông số trên Galaxy A6 Plus nhỉnh hơn khá nhiều so với A6. Không biết là giá cả thì có chênh lệch nhau nhiều hay không? Các bạn nghĩ sao? Hãy thử đoán giá của hai sản phẩm này và comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.